Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 8 tháng 6, lễ kính Trần Phước Isabel của Pháp, qua đời năm 1270. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Trần Phước Isabel qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Isabel sinh trong một gia đình nổi tiếng. Anh của ngài là Thánh Louis, cha ngài vua Louis thứ 8 của nước Pháp. Mẹ ngài là hoàng hậu thánh thiện Blanche ở Castile. Chính ngài cũng được ban cho nhiều tài năng đặc biệt. Ngay từ nhỏ, Isabel đã có khiếu học hành. Ngài xuất sắc về tiếng Latin và dễ dàng thấu triệt văn bản của các giáo phụ bằng thứ ngôn ngữ khó khăn ấy. Trong khi theo đuổi những sở thích thông thường của phụ nữ như thêu đan, ngài còn đặc biệt lưu tâm đến việc thực hiện các phẩm phục của linh mục. Mặc dù ngài rất tận tụy với gia đình, nhất là giúp đỡ anh Louis, bất cứ lúc nào có thời giờ rảnh rỗi, ngài đều dành để giúp người nghèo và người đau yếu. Tuy sống trong cung điện sang trọng, Isabel lại tự ý theo đuổi đời sống của một nữ tu. Ngài ăn chay 3 ngày một tuần, và trong những lần ăn chay, ngài lấy các thức ăn ngon miệng để đem cho những bệnh nhân. Mọi người trong triều đình đều coi ngài là một vị thánh, một phụ nữ trong trắng và một tấm gương hy sinh đền tội. Ao ước tận hiến cho Thiên Chúa của Isabel được thể hiện qua lời khấn giữ mình đồng trinh, bất kể những thúc giục kết hôn của gia đình cũng như của vị giáo hoàng. Sau cùng, Isabel đã viết thư cho Đức Giáo hoàng Innocente thứ 4, cho biết ngài đã thề giữ mình đồng trinh và đã thuyết phục được Đức Thánh Cha tin rằng ngài được kêu gọi sống một cuộc đời khác biệt. Sau cái chết của mẹ ngài, Isabel sáng lập tu viện Francisco, lấy tên là Đức Khiêm Tốn của Trinh Nữ Maria ở Longchamp, Bali. Ngài sống ở đây trong 9 năm trời khổ hạnh, dù rằng chính ngài chưa bao giờ là một nữ tu. Vì chỉ muốn là một tạo vật bé mọn của Thiên Chúa, ngài từ chối chức vụ bề trên tu viện. Ngài từ trần ngày 23 tháng 2 năm 1270. Người ta nghe có tiếng thiên thần ca hát. Ngài được Đức Giáo hoàng Leo thứ 10 phong Trần Phước vào năm 1520. Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn tràn chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài cứu con mong được con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ khuất tương lai, chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi, con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếm sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim. Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy
vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao. Con tin Chúa là tình yêu. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong được con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ khuất tương lai, chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim. Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao. Con tin Chúa là tình yêu. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao. Con tin Chúa là tình.